Ngày 2 tháng 3 tại di tích quốc gia khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên và tỉnh Sơn La đã dâng hương tưởng niệm 79 năm ngày mất của liệt sĩ Tô Hiệu, mùng 7 tháng 3 năm 1944, mùng 7 tháng 3 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La và đại diện dòng họ gia đình của liệt sĩ Tô Hiệu. Các đại biểu hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La thành kính dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm nhà cách mạng Tô Hiệu ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và tượng đài của đồng chí Tô Hiệu trong khuôn viên nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ. Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng, yêu nước tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Phát huy truyền thống của gia đình và quê hương, đồng chí tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi, bị thực dân Pháp bắt và đẩy đi Côn Đảo lúc 18 tuổi. Cuối năm 1934, đồng chí bị thực dân Pháp quản thúc tại địa phương. Cuối năm 1936, đồng chí Tô Hiệu cùng những người cộng sản kiên trung thành lập ra xứ ủy Bắc Kỳ tại Hà Nội. Cuối năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng và đẩy đi nhà tù Sơn La. Tại đây, đồng chí Tô Hiệu được bầu là bí thư chi bộ. Đồng chí cùng chi ủy nhà tù kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết cách mạng, biến nhà tù thành trường học, đào tạo nhiều cán bộ cho đảng, cho cách mạng. Do chế độ hà khắc trong nhà tù thực dân và sức khỏe suy kiệt, đồng chí Tô Hiệu hy sinh ngày 7 tháng 3 năm 1944 tại nhà tù Sơn La. Nhà cách mạng Tô Hiệu đã hy sinh, nhưng tinh thần Tô Hiệu mãi bất diệt. Trước anh linh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Hưng Yên bày tỏ lòng thành kính và nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần Tô Hiệu, lãnh đạo nhân dân xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh.